thành 4 ngang tổ hợp. Theo đề án, Công an 63 tỉnh, thành phố đã triển khai và tổ chức lễ ra mắt các đơn vị cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu theo đúng kế hoạch. Đến nay, 14 tỉnh, thành phố đã thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu và 49 tỉnh, thành phố đã thành lập tiểu đoàn với tổng số hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ. Công an các địa phương đã thực hiện tốt công tác huấn luyện và huy động đơn vị cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu tham gia nhiệm vụ. Thời gian huấn luyện nghiệp vụ được tổ chức một lần một năm với yêu cầu cán bộ chiến sĩ tham gia đủ ít nhất 40 ngày một năm, đồng thời được đào tạo về nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi cần. Việc xây dựng và triển khai đề án là chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an nhằm thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, chủ động lực lượng, nâng cao chất lượng công tác cơ động và vũ trang chiến đấu để giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, đồng thời tham gia cứu hộ, cứu nạn.